Tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng tiểu ban vận động và huy động xã hội đã kêu gọi và phát động tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, số người gặp khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, người thiếu việc làm tăng cao, cần được hỗ trợ, trong khi nguồn lực của nhà nước có hạn. Theo đó, trên 30 tổ chức doanh nghiệp và đông đảo người dân đã hưởng ứng đóng góp với tổng số tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỷ đồng. Từ nguồn lực tiếp nhận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phân bổ số tiền 33 tỷ đồng hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Tiền Giang.